Đạt xin được chào đón toàn thể quý vị đang đến với chuyên mục Điểm tin tuần qua trên kênh XTB. Quý vị thân mến, sau đây là bản tin cập nhật tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới trong tuần qua. Các tiêu điểm trong tuần. Tuần qua, sự hỗn loạn tại Mỹ ngày càng gia tăng. Những cuộc biểu tình trở thành bạo loạn sau khi một người đàn ông da đen bị cảnh sát ghi cổ đến chết. Mỹ xóa bỏ các đặc quyền của Hồng Kông sau khi Trung Quốc áp dụng luật an ninh lên thành phố này. Tuy nhiên, giai đoạn 1 của thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung không bị phá vỡ. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đề xuất quỹ phục hồi hậu Covid trị giá 750 tỷ euro, khiến các chỉ số châu Âu tăng mạnh. Tỷ giá Euro-USD phá vỡ mức 1,10. Các chỉ số PMI của Trung Quốc bị kéo về gần mức 50 điểm khi vấn đề về nguồn cung giảm bớt. Chuyển sang tình hình kinh tế vĩ mô, hoạt động kinh tế toàn cầu đang dần được hồi phục. Tuy có một số dấu hiệu tích cực như số đơn đăng ký thế chấp tăng lên, nhưng nhìn chung các dữ liệu khác như chi tiêu dùng qua thẻ tín dụng, theo dõi hoạt động kinh tế chỉ cho thấy sự phục hồi ở mức vừa phải. Ngay cả trước khi căng thẳng chính trị xảy ra, Trung Quốc vẫn chưa thể phục hồi. Sự phục hồi ban đầu của nước này đang bị đình trệ. Tuy nhiên, đây là nền kinh tế đã từng tăng trưởng 6% theo giá trị thực. Hiện câu hỏi đang đặt ra, căng thẳng chính trị sẽ ảnh hưởng thế nào đến các doanh nghiệp? Cập nhật diễn biến trên thị trường Forex. Trong tuần qua, Euro là đồng tiền nhận được nhiều sự chú ý. Euro tăng giá trước những thông tin về quỹ phục hồi châu Âu. Nhưng liệu đồng Euro có thể giữ được đà tăng này? Vấn đề đặt ra là trong khi các ngân hàng trung ương đang cố gắng phá vỡ đường cong lợi suất, thị trường Forex ngày càng tỏ ra ít quan điểm đến việc này. Tuy nhiên, đối với đồng Euro, trái phiếu ngoại tệ có thể là một yếu tố ảnh hưởng lớn. Tỷ giá Euro-USD sẽ chỉ tăng nếu quỹ phục hồi châu Âu được triển khai nhanh chóng. ECB sẽ tăng quy mô chương trình thu mua khẩn cấp mùa đại dịch PEPP vào thứ năm này. Tiếp theo là những thông tin về thị trường hàng hóa. Dầu mất đà trong tuần qua. Ở Mỹ, các sản phẩm dầu đã qua xử lý giảm tuần thứ hai liên tiếp. Điều này cho thấy nhu cầu có tăng nhưng không đủ mạnh. Tồn kho đạt mức cao trong 5 năm. Trong khi sản lượng dầu của Mỹ sụt giảm, hàng tồn kho tiếp tục tăng. Tồn kho dầu của Nga vẫn ở mức 7-12 triệu thùng. Giá tăng do tâm lý nhà đầu tư kỳ vọng vào việc cắt giảm sản lượng. Giá có thể bị chặn lại ở mức kháng cự trừ khi nhu cầu phục hồi ở mức cao hơn. Chuyển sang những thông tin về kim loại công nghiệp. Nhu cầu kim loại công nghiệp hiện tại đang ở mức thấp nhưng có khả năng sẽ tăng lên, đặc biệt là khi chính phủ thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế và ngành xây dựng phục hồi lại mức tốt. Giá thấp và sự gián đoạn gây ra bởi đại dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung. Nhu cầu tài sản hữu hình sẽ tăng cao trong khi bối cảnh chính sách tiền tệ được nới lỏng. Chuyển sang các tin tức về thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán tăng cao trong tuần qua. Chứng khoán Mỹ US 500 liên tục đạt mức cao, tương tự tình huống xảy ra năm 2009, ngoài trừ việc định giá hiện tại đang cao hơn nhiều. Tại Tây Ban Nha, Tây Ban Nha là người thụ hưởng chính của quỹ phục hồi châu Âu. Quan trọng hơn, Tây Ban Nha đã ứng phó với Covid-19 tốt hơn so với Hoa Kỳ. Các chỉ số tài chính có gây sức ép lên chỉ số SP35, nhưng với các vòng quay để định giá thì đây sẽ không phải là gánh nặng. Việc mở cửa lại biên giới vẫn đang chờ đợi Tây Ban Nha ở phía trước. Một số mã cổ phiếu tiềm năng. Cổ phiếu của ngân hàng Ba Lan PKO PL. Ba Lan nằm trong số những quốc gia chính được hưởng lợi từ quỹ phục hồi châu Âu. Cổ phiếu của ngân hàng lớn nhất Ba Lan đang ở mức thấp mặc dù các chỉ số chính đang phục hồi. Sắp tới, Ba Lan sẽ công bố quyết định lãi suất. Hiện tại, ở mức lãi suất đang là 0,1%. Liệu nước này có cắt giảm lãi suất xuống 0% hay thậm chí xuống mức âm? Cổ phiếu của công ty Shell RDSANL. Shell đã cắt giảm cổ tức nhưng tỷ suất cổ tức 4% vẫn ở mức hợp lý. Cổ phiếu có thể tăng khi giá dầu phục hồi. Shell là một công ty vững chắc với các mảng kinh doanh được đa dạng hóa. Triển vọng lâu dài của công ty nằm ở mức lạc quan. Cổ phiếu của Equity Residential EQRU và Macerich Mark US. Các quỹ tín thác bất động sản ở Mỹ vẫn đang trải qua thời gian khó khăn và cổ phiếu chịu ảnh hưởng từ đợt tăng giá của các mã trong nhóm S&P 500. Tuy nhiên, sự phục hồi có thể được thúc đẩy bởi những chính sách tiền tệ siêu mở rộng của Fed. Với EQT Residential, 93% căn hộ sang trọng của công ty này đã được thuê trong tháng 4. Đây là một kết quả tốt hơn mong đợi. Còn với Macerich, công ty sở hữu các trung tâm thương mại đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid cũng như sự phát triển của thương mại điện tử. Nhưng tình hình có thể được cải thiện khi kinh tế mở cửa trở lại và nhất là giá cổ phiếu đã gần chạm đáy của những năm 90 và sau đó đã tăng mạnh trở lại. Các quỹ ETF, hàng hóa được hoán đổi đa dạng, hợp đồng tương lai của 23 loại hàng hóa có hiệu suất tốt bao gồm kim loại quý, kim loại công nghiệp và hàng hóa năng lượng. Sau cùng là những cập nhật về đại dịch Corona trên toàn thế giới. Trong khi mối lo ngại đại dịch Covid-19 có vẻ như đang dần thoái lui ở nhiều thị trường, thì thực ra tuần qua là tuần mà tổng số ca mới tăng cao nhất. Tình hình ở châu Âu đã được cải thiện nhưng có vẻ như đại dịch đang di chuyển đến các nước Nam Mỹ khi các ca mới tập trung hầu hết ở các nước này.
Trong tuần qua, nhóm nghiên cứu XTB đã thực hiện bài phân tích về top 6 cổ phiếu tiềm năng nhất của những công ty có sự bứt phá ngoạn mục mùa đại dịch. Để xem chi tiết bài phân tích, các bạn có thể dùng link ở bên dưới phần mô tả. Quý vị thân mến, trên đây là điểm tin tuần qua trên kênh XTB. Quý vị đừng quên truy cập vào website www.xtb.com để tiếp tục theo dõi những bản tin cùng với những phân tích báo cáo tài chính từ phía chúng tôi. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!